Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ cập nhật thử cái BIOS của cái man Gigabyte B41 TD3. Thử coi cập nhật BIOS cái này thì nó có sửa được cái lỗi không nhận cái cổng Vega rồi này không? Tại man này nó không có onboard ha. Rồi thì để mình mở lên cho bạn xem ha. Thì bây giờ mình gắn cái cạc rời này nè, thì lên nè. Nhảy code. Cạc này thì gắn thì lên. Nhưng mà mình tắt ra, mình rút, mình gỡ cái cạc này ra nè. Cạc này thì cạc cổ xưa của mình này. Xe PCI. Cạc này thì cạc Vega thì nó lại không nhận. Đây, em cách cái nó cũng nhảy code, nó cũng ấy gì đó mà nó không chạy. Nó không có xuất hình. Thì men này mình mua ve chai của bạn Nghĩa lâu rồi. 50.000. Bây giờ mình mới lôi ra mình ấy nè, ngâm cứu thử. Nè, bàn phím lên bình thường mà màn hình nó không có lên nè. Đó, thì bây giờ để mình cập nhật thử BIOS nó coi nó có hết không. Rồi các bạn theo dõi nha. Bỏ này ra. Giờ mình gắn cái cạc này vô. Cạc này bạn phải chạy Win USB. Win cao quá nó không có gây quơ. Đây thì nó lên rồi đó. Này mình không có gắn BCMOS vô nó hơi lòng vòng tí. Rồi nó đang lên win. Thì nếu mà cái man này mà mình fix không được cái lỗi BIOS này thì chắc mình sẽ gã sát nó. Mình sẽ test thử cái con chip âm thanh nó coi nó còn hoạt động được không. Nếu mà nó chip âm thanh nó ok thì mình sẽ thay qua cái man EB41 chạy RAM DDR2 này nè. Man này nó cũng bị lỗi chip âm thanh. Rồi hai chip âm thanh của hai man này nó giống nhau, cũng cùng Gigabyte. Rồi để mình như âm thanh có nghe đó. Thì cái cạc Vega cùi mé này nó chỉ có 20 thôi. Đây đây S3 Chio 64W cộng 20. Nó cùi lắm bởi vì gắn viên cao không có được. Thì ở đây thì mình có kiểm tra rồi, mình có tải cái cổng BIOS rồi và mình có tải cái phiên bản BIOS luôn. Và trên cái man này đặc biệt nó chỉ có một cái phiên bản BIOS này duy nhất thôi. Mình mã cổng BIOS lên. Trên trang chủ nó cũng có một phiên bản thôi. Đây thì cái này là B41TD3F1.
thì đây nó cũng chỉ có một cái phiên bản trên mạng duy nhất có là F1 thôi. Bây giờ mình sẽ nạp BIOS, mình nạp đè lên luôn, coi coi nó có fix được lỗi đó không. Thì bạn theo dõi nha, đây mình bấm vô update nè, mình chọn desktop nè, rồi chọn cái F1, mình cập nhật chồng lên luôn. Nếu mà main này sửa không được cái cổng này thì mình sẽ gã sát nó thôi, lấy linh kiện cho main khác, rồi bấm khởi động lại. Nó cập nhật BIOS rồi đó, thì để cho nó khởi động lại. Ok, mình gắn lại cái cạc này coi coi nó có ấy không, nó có chặn không. Nhấn đeo vô BIOS thì cho nó dễ ha, dễ test. Nó hư cái khe cạc này có thể liên quan tới chip cầu bắc á. Đây thì nó lên rồi nè, thì bây giờ mình tắt ra máy mình. Main này nó chỉ có một phiên bản BIOS duy nhất thôi, cho nên là chép đè nó lên thôi, chứ nó không có. Này, mình gắn cái cạc rồi gỡ cạc này ra. Để coi coi nó có lên hình được hay không. Nếu lên được thì hên, thì chạy được thì mình để luôn, còn không được thì mình nữa mình sẽ gỡ cái chiếc âm thanh này mình thay qua cái main kia luôn. Main này mua cho trai. Nó cũng nhảy code ngon lành đó. Không thấy lên hình gì hết ha. Nhận phím mình nè. Màn hình đen thui luôn. Rồi thì cái main này có khả năng là nó lỗi chip cầu bắc và nó gì đó ha. Thì bạn bán cho trai cho mình thì mình xử lý cũng không được, thì gắn cạc gời này thì nó lên bình thường đó, thì cái khe này nó lỗi thôi. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ các bạn vậy thôi, chúc các bạn nhiều sức khỏe, bye bye các bạn. Thì rảnh mình sẽ làm clip thay con chip âm thanh này qua mình này ha, qua mình cổ này nè. Rồi bye bye các bạn.